bóng á. Sắp 12 giờ. Ra canh con hót với lại đại bàng để quay phim nè. Hôm bữa livestream nó không thấy rõ, nó bị mạng á, nó chập chờn á, mạng yếu á, tại ra ngoài này nó mạng yếu cho nó lem nhem nó lè nhè lè nhè uổng ghê. Cho nên quay phim thì nó sẽ đẹp hơn là mạng, quay phim nó đẹp hơn là livestream. Trời, bữa đó đẹp dễ sợ luôn mà nó không thấy được á, livestream nó bị lem nhem á. Tiếc ghê. Bữa đó nếu không livestream mình quay phim thì nó đẹp biết bao nhiêu. Phải ra ngồi canh mà chắc là ra trễ à. Lý ra phải ra cái lúc mà 10 giờ mấy á. Bữa nay dậy trễ, ngủ dậy trễ. Ngồi một lát nữa mà không thấy tụi nó ra là mình chiều hoặc ngày mai mình ra mình canh. Phải có nắng lên đó là tụi nó ra đông lắm. Trời âm u này nó không có ra, nó không có đi theo bầy. Qua gió cuồng phong á mà hót á thì nó không có ấy. Gió cuồng phong là hót với là mấy loại chim kia là nó không ấy, nhưng mà con đại bàng á là nó thích lắm, nó thích bay trong cái gió cuồng phong á. Đặc biệt là con đại bàng chứ mấy loại chim kia mà gió cuồng phong là nó dừng, nó không có bay, nó đậu trên các cành á. Còn đại bàng á, mưa bão mưa lớn không, bão do gió dông rồi gió cuồng phong á là ha, đại bàng nó rất thích, nó rất thích bay trong những cái thời tiết đó. Cho nên đó tại sao mà đại bàng nó có sức mạnh là vậy đó, là tại vì nó luyện á, nó tôi luyện cho nên là nó là rất thích bay trong cái thời tiết mà khắc nghiệt nhất á, thời tiết mà gió cuồng phong nè, rồi mưa bão đó. Chỉ trừ lốc xoáy là ha, nó không có bay trong cái lốc xoáy thôi đó. Chứ còn ha, gió cuồng phong ha, gió mạnh lớn, càng lớn nó càng bay, nó càng bay ra. Với lại đại bàng á, phân biệt đại bàng với các loài chim khác á, như là con kên kên nè, con hót á, đó là con đại bàng phân biệt khác với mấy con đó là gì? Nó bay rất cao, nó bay cao hơn đám mây, nó bay ở phía trên của mây á, nó bay ở phía trên của mây á. Đó. Còn nói chung là sức mạnh của con đại bàng là người ta gọi là sức mạnh như vũ bão là vậy đó. Nó bay ở trên mây cao hơn đám mây. Còn mấy con kia là nó bay thấp hơn ở phía dưới của mây. Đại bàng nó bay cao dữ lắm. Đó, mình tìm hiểu, mình đọc trong cái cuốn sách của Mỹ nè, người ta viết về con đại bàng đó. Rồi cái mình lấy Google dịch đó, mình mở cái chỗ mà camera của Google dịch đó, mình để vô trong cái mấy cái trang sách mà người ta viết á. Cái mình đọc nó bằng tiếng Việt á, qua cái màn hình của điện thoại nè. Đó.
mình mới biết trời, hèn gì mà đại bàng nó mạnh như vậy đó. Còn người da đỏ nữa là biết sao không? Là người ta nói chuyện với các loài thú á, các loài chim á, là người ta hiểu tiếng của nó, và người ta nói, người ta phát cái âm thanh á, là con đại bàng với mấy con chim là nó biết, với lại thú rừng nó biết là không cái gì, rồi nó đáp trả lại. Vì mấy người da đỏ người ta nghe được tiếng của thú rừng á, người ta tiếp xúc được với thú rừng bằng cái âm thanh riêng của thú rừng á, cho nên là người ta biết được hết á, người ta chỉ cần phát cái âm thanh đó lên á, là chim nó đáp trả liền, là nó cho họ biết cái gì liền. Trên đó là tại sao mà khi mà đại bàng á, khi mà người ta đi ở trong đám đông á, là đại bàng á, là nó nhận ra được ai là người da đỏ mà ai là người Mỹ bình thường. Thì nó chỉ cần phát âm thôi, rồi cái người đó phát âm đáp trả thôi, là nó bay tới ngay chỗ người đó liền, nó đáp ngay tay người da đỏ liền. Còn không phải da đỏ là sẽ không bao giờ mà là hiểu được tiếng của chim đại bàng, với lại chim đại bàng đó nó cũng không có hiểu được tiếng của người đó. Đó, bây giờ nó ra rồi nè, nó ra là hai con nè, nhưng mình quay không kịp, mới nói chuyện rồi nó ra, mà bây giờ nó ra có hai con rồi, chắc con hót rồi chứ không phải là đại bàng. Hai con là hót á.